Xin chào mọi người, làm thế nào để có thể bật tính năng AIBQ Feature trên TV TCL? Hôm nay mình và mọi người sẽ cùng nhau thực hiện nhé. Đây là các cách để mà mọi người có thể cài đặt được AIBQ cho TCL TV. Đầu tiên thì một vài TV của TCL có con chip AIBQ. Việc này sẽ giúp cho TV có thể cải thiện được hình ảnh cũng như là chất lượng âm thanh. Sau khi bật AIBQ trên TCL TV, TV sẽ tự điều chỉnh độ sáng và âm thanh tự động dựa theo môi trường xung quanh. Và sau đây là các bước để có thể bật được AIBQ. Ở đây mình sẽ có một cái lưu ý nhỏ là giao diện người dùng có thể thay đổi tùy theo khu vực, cho nên video dưới đây chỉ để tham khảo. Đầu tiên, mọi người bấm vào nút cài đặt ở trên remote hoặc ở phần cài đặt ở trên TV. Bước 2, lựa chọn cài đặt thì mọi người sẽ chọn cho mình là hiển thị và âm thanh. Chọn vào thông minh. Tiếp theo là bật hình ảnh thông minh và âm thanh thông minh. Thì ở trong hình ảnh và âm thanh thông minh, nó sẽ có những cái mục riêng và mọi người cứ bật hết những mục đó lên. Bây giờ, TV sẽ cải thiện được độ sáng và âm thanh dựa theo môi trường xung quanh một cách tự động. Chúc mọi người thành công!